Bản tin 6 giờ sáng ngày 8 tháng 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.005 ca COVID-19. 4 bệnh nhân này làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 7 tháng 2. Thông tin về 4 ca mắc mới từ bệnh nhân 2002 đến bệnh nhân 2005 là các ca cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, bệnh nhân 2002, nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân 2003, nam, 30 tuổi, có địa chỉ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân 2004, nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân 2005, nam, 32 tuổi, có địa chỉ tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh nhân trên là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chung một đội với bệnh nhân 1979, có giao tiếp với nhau, công việc không tiếp xúc với hành khách. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng. Hiện 4 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Số người cách ly 83.104, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 759, cách ly tập trung tại cơ sở khác 24.098, cách ly tại nhà nơi lưu trú 58.247. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 17 ca, lần 2 6 ca và lần 3 3 ca. Số ca điều trị khỏi 1.472 ca, số ca tử vong 35 ca.